Chạy rất nuột các bác nha. Con này giá trị là chạy được cả 2 tranh và 4 tranh. Rất ít những mẫu đầu chạy được kiểu như này. Thường thì chạy 2 hoặc là chạy 4. Chỉ có một vài mẫu đen có tính năng như này. Con này thì giá nó sẽ cao hơn với con Tech 6300 giá xuất xưởng ấy. Nhưng mà do cái sự tiện lợi của con 6300 là nó chạy 2 chiều. Con 6300 thì chạy 4 tranh thôi. Giá xuất xưởng cùng năm 1974 là con này 179, còn con kia 176 ngàn yên thì phải. Hoạt động tốt, hàng cũng bao zin đét luôn. Về chỉ lau chùi vệ sinh thôi, dầu mỡ thôi. Con đầu này đẹp nha các bác nhá, hàng mạng, hàng đấu giá. Mồi gỗ nguyên bản. Mặt máy rất đẹp luôn.